mình cũng ở cái giao hàng công đồng để gì ta. À, thì ra là đây là một cái thùng quà của một cái chị ở bên Mỹ, chị gửi về Việt Nam cho Lan. Đây thùng này để cho cũng vào cả nhà luôn nha. Helen ơi, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nha. Con muốn mẹ giận con không? Không được ngồi như vậy đâu, một bé hư á không nghe lời đó, đúng chưa? Con cho mẹ trái cây đi, đi đút mẹ ăn miếng đi. Mẹ nè lắm mà, đi mà. Nghỉ mà. Con đi trước cho mẹ. Đi thi của con hả? Ai cho con vậy? Ăn thử đại đi hả con? Trời ơi, vì con mời ông bà ăn thử đại luôn đúng không?